Thân chào quý thính giả, rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong loạt bài tĩnh nguyện Lời sống hàng ngày của một vụ Our Daily Bread. Ước mong rằng qua những giờ phút ngắn ngủi này, lời Chúa sẽ chạm đến và biến đổi tấm lòng quý vị. Hôm nay ngày 26 tháng 10, chúng ta sẽ cùng nhau suy ngẫm lời Chúa qua một bài học nhỏ có tựa đề Hy vọng nơi Chúa, được viết dựa trên phân đoạn Kinh Thánh nền tảng trong Cô-rinh-tô nhì chương 5 từ câu 1 đến câu 10. Bài học sẽ đem đến cho chúng ta những thông điệp gì? Thân mời quý vị cùng ODB khám phá nhé! Trước tiên, chúng ta sẽ cùng lắng nghe phân đoạn Kinh Thánh Cô-rinh-tô nhì chương 5 từ câu 1 đến câu 10 bản truyền thống Hiệu Đính. Vì chúng ta biết rằng nếu nhà tạm ở dưới đất của chúng ta bị phá hủy, thì chúng ta có nhà vĩnh cửu ở trên trời, bởi Đức Chúa Trời xây dựng, chứ không bởi tay con người. Thật vậy, chúng ta thở than trong nhà tạm này và tha thiết ước mong được mặc lấy nhà của chúng ta ở trên trời. Vì được mặc nhà ấy vào, chúng ta sẽ không bị trần trụi. Thật vậy, khi còn ở trong nhà tạm này, chúng ta thở than với những gánh nặng. Không phải chúng ta muốn lột bỏ, nhưng muốn được mặc thêm vào, để cho những gì hay chết được nuốt mất bởi sự sống. Đức Chúa Trời là Đấng đã chuẩn bị chúng ta cho điều này, và Ngài đã ban Thánh Linh làm bảo chứng cho chúng ta. Vì vậy, chúng ta phải luôn mạnh dạn và biết rằng, khi còn ở trong thân thể này, chúng ta cách xa Chúa, vì chúng ta bước đi bằng đức tin, chứ không bởi mắt thấy. Vậy, chúng ta luôn mạnh dạn và mong muốn rời bỏ thân thể này để được ở với Chúa thì hơn. Cho nên, dù ở trong thân thể này, dù ra khỏi, chúng ta cũng làm hết sức để được đẹp lòng Chúa. Vì tất cả chúng ta đều phải trình diện trước tòa án Đấng Christ để mỗi người nhận lãnh tùy theo điều thiện hoặc ác mình đã làm lúc còn trong thân xác. Câu gốc hôm nay được chép trong Cô-rinh-tô nhì chương 5 câu 9. Cho nên, dù ở trong thân thể này, dù ra khỏi, chúng ta cũng làm hết sức để được đẹp lòng Chúa. Jeremy không biết mình sẽ phải đối mặt với điều gì khi anh đến trường đại học để bắt đầu khóa học 3 năm và xin được ở phòng ký túc xá rẻ nhất. Anh nhớ lại, thật là tồi tệ, căn phòng và phòng tắm rất tồi tàn, nhưng anh đang thiếu thốn và không có nhiều lựa chọn. Anh nói, tất cả những gì tôi có thể làm là nghĩ rằng tôi có một ngôi nhà đẹp để trở về sau 3 năm nữa. Vậy nên tôi sẽ chấp nhận chuyện này và tận dụng tối đa thời gian ở đây. Câu chuyện của Jeremy phản ánh những thách thức hằng ngày khi sống trong nhà tạm ở dưới đất hay thân thể con người rồi sẽ chết đi. Sinh hoạt trong một thế giới đang dần qua đi. Vì thế, chúng ta thở than dưới những gánh nặng khi vật lộn để đối phó với những khó khăn trong cuộc sống. Chúng ta có thể tiếp tục cuộc hành trình bởi vì chúng ta nắm giữ một niềm hy vọng vững chắc rằng vào một ngày không xa, chúng ta sẽ được khoác lên mình một thân thể phục sinh bất diệt, tức là nhà của chúng ta ở trên trời, và sống trong một thế giới không còn đau khổ hay gánh nặng như bây giờ. Hy vọng này giúp chúng ta tận dụng tối đa cuộc sống hiện tại mà Chúa đã yêu thương và ban cho mỗi người. Ngài cũng sẽ giúp chúng ta sử dụng những năng lực và ân tứ mà Ngài đã ban cho để chúng ta có thể phục vụ Ngài và tha nhân. Và đó là lý do tại sao, dù ở trong thân thể này, dù ra khỏi, chúng ta cũng làm hết sức để được đẹp lòng Chúa. Bạn có thể nhắc nhở bản thân về niềm hy vọng Chúa ban trong mỗi ngày mới bằng cách nào? Bạn sẽ khích lệ người khác qua niềm hy vọng này như thế nào? Giờ này, chúng ta hãy cùng hướng lòng về Chúa và hiệp ý với nhau trong sự cầu nguyện. Lạy Cha, con mong được ở cùng Cha trong ngôi nhà trên trời mà Cha đã sắm sẵn cho con. Con cảm ơn Cha vì lời hứa và niềm hy vọng nơi Cha đã tiếp thêm năng lực cho con mỗi ngày. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Quý thính giả thân mến, ước mong rằng Chúa đã dùng bài tĩnh nguyện hôm nay để đem đến cho quý vị sự khích lệ và nâng đỡ trong bước đường theo Chúa.
Nguyện năng quyền của Ngài hành động trên cuộc đời quý vị mỗi ngày, để chúng ta luôn sống cho Chúa trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Hãy cứ giữ kết nối với Chúa suốt ngày nhé! Và cũng đừng quên giữ kết nối với ODB Việt Nam tại kênh Facebook, Instagram và YouTube. Kính chúc quý thính giả một ngày mới thỏa vui trong sự chăm sóc và dẫn dắt của Chúa. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào ngày mai.